Vâng, xin chào toàn thể anh em. Hôm nay là ngày 15 tháng 7. Em xin test một em Hackman Cardon 3. Hàng vừa về luôn, hàng mạng đẹp. Đây, còn nguyên thùng xốp. Đấy. Anh Nhật vừa gửi về. Đây thế hệ 3. Đấy, Bluetooth này. Nguồn đa cầu. Đấy. Điện 100 đến 200 40V. Đây, có Bluetooth. Này là một bát. Những loa. Địa chỉ ngõ 225 đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang. Hàng đảm bảo zin nguyên bản luôn, rẻ thùng sạch, thùng xốp đầy đủ. Nó còn thùng xốp là còn nguyên. Điện đa cầu từ 100 đến 240V. Hàng bao zin nguyên bản cho anh em. Rồi. Anh em xem kênh YouTube Nguyễn Cường, nhớ bấm vào nút chuông để đăng ký kênh và chia sẻ đến anh em bạn bè người thân biết về những cái sản phẩm mới nhất từ bên Audio Cường Nguyễn về. Rồi, cuối tuần xin chúc toàn thể anh em vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chào toàn thể anh em.